Chào các bạn, hôm nay thì tôi sẽ quay trở lại trong một chuỗi series mới để chia sẻ với các bạn thêm những kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm hoặc là cái quan điểm sống của mình trong cái công tác, đó là làm việc hay là tư duy hay là phát triển kinh doanh. Tôi phải nói lại với các bạn một điều như thế này. Tôi không phải là một người thành công để dạy các bạn những cái kiến thức liên quan đến việc làm giàu. Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, cũng có hoàn cảnh trở nên khó khăn và cũng đi lên được hai bàn tay trắng và cũng bắt đầu xây dựng cho mình doanh nghiệp riêng. Bản thân tôi thì tôi đang nỗ lực mỗi ngày cố gắng để phát triển bản thân mình, làm sao cho mình tốt hơn. Thành ra là các bạn đừng có nhầm lẫn những cái chuỗi series video mà tôi hướng dẫn cho các bạn, nó là dạy về làm giàu thì nó thực sự không có đúng. Tuy nhiên nó có thể được coi là những cái chuỗi video về việc chia sẻ kỹ năng hay là những cái kiến thức hay là kinh nghiệm thì tôi nghĩ rằng nó sẽ phù hợp hơn. Còn cái việc bạn học, bạn nghiền ngẫm và bạn áp dụng nó như thế nào, hiệu quả nó ra sao, nó sẽ phụ thuộc vào cái sự kiên trì rất là nhiều của các bạn. Vậy thì nội dung trong cái video ngày hôm nay nó là gì? Đó là áp lực nó sẽ tạo ra cho các bạn những cái kết quả, hay có thể nói rằng áp lực nó sẽ tạo ra kim cương. Thì có rất nhiều những bạn trẻ, bạn ấy đi làm việc, đặc biệt là các bạn huấn luyện viên cá nhân, bạn ấy nghĩ rằng là sẽ làm một cái công việc mà nó ít áp lực đi một tí, thì liệu là một cái công việc mà nó không có áp lực hay ít có áp lực nó có thực sự tốt hay không? Thậm chí là tôi cho rằng nếu như mà các bạn làm một cái công việc mà môi trường nó không áp lực thì cũng hãy tự tạo ra cho mình những cái áp lực nhất định, thì lúc đó bạn sẽ có điều kiện để phát triển tốt hơn. Để biết thực hư nó ra sao thì tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện ngắn như thế này. Tôi có đọc đâu đó một cái mẩu chuyện trong một cuốn sách, cũng như nó là cũng là một cái công trình nghiên cứu của một các nhà khoa học, về cái việc là ở một hòn đảo thì ở trên đó thì có hai loại động vật chính, đó là loài hươu và loài sói. Do là cái hoạt động săn bắn của con người diễn ra rất là nhiều, thành ra là con người đã săn bắn rất nhiều những cái con sói đến mức độ mà sói đã biến mất hoàn toàn ở trên cái hòn đảo đó. Hàng chục năm trôi qua thì các bạn biết không ạ, loài hươu sinh sống một cách rất là thoải mái ở trên hòn đảo. Nó đã ăn và nó sinh sôi nảy nở rất là nhiều. Cái số lượng hươu nó phát triển đến mức khủng khiếp, đến mức độ mà nó mất kiểm soát, nó đã tàn phá hết cái dải thực vật ở trên cái hòn đảo đó. Ở lúc đó thì mọi người đã tìm rất là nhiều cách để hạn chế được cái sự phát triển của cái loài hươu, nhưng mà vẫn không thành công. Rồi một thời gian thì họ đã nhận ra là những con hươu bắt đầu là nó có những cái hiện tượng ví dụ như là đổ bệnh, ốm yếu, thậm chí như chúng ta gọi là béo phì ấy, ăn nhiều nó mà không có hoạt động gì cả. Tại vì nó đâu có cái mối đe dọa gì đâu các bạn, nó chỉ cần ăn thôi, sinh sôi nảy nở rất là nhiều. Thành ra là có rất nhiều những con hươu nó đã bị mắc bệnh hoặc là bị già nua đi. Thế thì các nhà khoa học bắt đầu phải nghiên cứu làm thế nào đó để cân bằng được cái hệ sinh thái ở trên cái hòn đảo đó, làm thế nào đó để bảo vệ được cái giải thực vật ở trên cái hòn đảo đó. Họ nghĩ ra một cách các bạn, đó chính là họ đem những cái con sói thả vào trên cái hòn đảo. Bắt đầu các nhà khoa học đã đưa những con sói non lên cái hòn đảo đó, và một cái điều đáng kinh ngạc là sau 10 năm họ quay trở lại thì giải thực vật đã hoàn toàn cân bằng. Bầy hươu cũng đã phát triển một cách gọi là cân bằng và khỏe hơn, không có những cái con bị bệnh nữa. Ngược lại thì loài sói nó cũng phát triển một cách đều đặn hơn. Lý do rất đơn giản, đó là gì ạ? Trước đây thì nó không có bất cứ mối cái đe dọa nào cả, hươu không cần thiết là phải chạy, không cần thiết là phải cố gắng kiếm ăn, hay là không cần thiết phải huấn luyện cho nó những cái kỹ năng để tránh những cái con động vật săn mồi. Thế nên là thành ra nó gây ra một hiện tượng là lười biếng, rồi là gì ạ? Nó xảy ra những cái việc là ít vận động và cuối cùng là ăn uống rồi nó phá hoại toàn bộ hệ thực vật ở trên hòn đảo đó, và cuối cùng là gì ạ? Nó để lại hệ lụy cực kỳ lớn. Nhưng khi mà những chú sói non của chúng ta nó được thả vào trong cái hòn đảo đó, nó phát triển mạnh hơn, nó đã tạo ra một cái áp lực tương đối lớn cho cái bầy hươu. Đó là gì ạ? Chúng sẽ đuổi bắt và săn bắt, và cái hoạt động đuổi bắt và săn bắt như vậy thì nó liên tục phát triển ra là tiêu diệt bớt đi cái số lượng cái đàn hươu đi rất là nhiều, tạo ra một cái sự cân bằng sinh thái. Và sau khoảng độ 10 năm sau, các nhà khoa học đã kiểm tra lại thì thấy rằng là số lượng sói cũng đã phát triển rất là tốt, sức khỏe của những con sói cũng rất là tốt. Ngược lại là gì ạ? Số mức lượng của hươu đã giảm sút đáng kể, và cái thứ hai nữa là sức khỏe của những con hươu thì cũng đã được cải thiện đáng kể. Và điều quan trọng nhất đó là môi trường, cái giải thực vật nó đã được bảo vệ một cách an toàn. Vậy thì câu chuyện bây giờ tôi kể với các bạn là gì ạ? Nếu như các bạn đang đi làm việc ở trong một cái công ty ấy, mà các bạn thấy rằng sếp của mình rất là hiền, đồng nghiệp của mình rất là thân thiện, đến công ty làm cũng được mà không làm cũng không sao cả, hay là trả lương cho bạn một cái mức lương nó cao mà không có những cái đòn bẩy liên quan đến việc là doanh số,
hay là có những cái phần thưởng để nó tăng được cái thu nhập của mình lên ấy, thì tôi khẳng định với các bạn là những nhân viên đó sớm muộn rồi cũng nghỉ việc, và sớm muộn thì họ cũng bỏ việc, và thậm chí họ nảy sinh ra một cái tâm lý nó gọi là tâm lý an toàn, họ cứ ở đó thôi, họ không muốn đi đâu cả, và 3 năm, 5 năm sau trôi qua thì họ cũng không thể phát triển được. Nhưng mà ngược lại, khi mà tôi nhìn vào một cái công ty hay bản thân tôi đã đến một cái công ty làm việc từ trước đây, cái áp lực về doanh số, về đồng nghiệp cạnh tranh nhau nó rất là lớn. Mà áp lực ở đây là gì các bạn biết không ạ? Không hẳn là từ cấp trên đâu ạ, mà áp lực do chính những cái đồng nghiệp của mình. Họ cực kỳ máu chiến, họ cực kỳ tham tiền, họ cực kỳ chăm chỉ, họ lao động một cách là gần như là không có chút thời gian nào để mà nghỉ ngơi. Họ cạnh tranh nhau từng chút thành tích một. Khi mà tôi được thả vào trong một cái công ty như vậy, trong 2 tháng tôi bị ngợp các bạn ạ. Tôi bị ngợp bởi vì mình thấy mình quá kém cỏi, nhưng mà không còn cách nào khác. Những cái người cùng vào công ty của tôi tại cái thời điểm đó với tôi thì họ đã ngã rất nhiều, họ đã bỏ dở rất là nhiều, bởi vì kêu rằng áp lực quá, vất vả quá. Nhưng tôi thì khác, tôi lại chống chọi lại, tôi một mình tôi tham chiến, và kết quả rất đáng kinh ngạc là gì? Sau 1 năm sau tôi đã may mắn trở thành những người quản lý và những cái nhân sự quan trọng top 1 của công ty. Và ngược lại, sau khoảng hơn 1 năm trời làm việc thì thu nhập của tôi đã cải thiện ở mức 3 con số. Các bạn không thể tưởng tượng khi mà tôi nhân 50 lần thu nhập chỉ trong hơn 1 năm bắt đầu làm việc với một cái công ty áp lực lớn đến mức độ như vậy. Thành ra là gì ạ? Cái lời khuyên tôi muốn dành cho các bạn là gì? Nếu như bạn đang làm việc trong một cái môi trường mà nó quá ổn định thì nó cũng là một cái dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang tụt dốc không phanh. Nếu như bạn đang làm việc ở một cái nơi mà công việc nó cứ đều đều như vậy, bạn vẫn làm tốt được công việc của mình nhưng không có những cái thử thách, không có những cảm giác chiến thắng, hay là không có những cảm giác mới lạ, hay là không có những cảm giác gì đó gọi là ham muốn để có thể đạt được cái thành tích gì đó vượt trội, thì nó cũng là một cái dấu hiệu mà bạn đang đi xuống. Do vậy, hãy lựa chọn những cái công ty mà có một cái môi trường khắc nghiệt, có những cái thử thách về mặt doanh số. Hãy chọn những cái công ty mà có những ông sếp nghiêm khắc, có những ông sếp đặt công việc lên hàng đầu, làm việc cháy hết mình. Và nếu như bạn không tìm được những công ty đó thì cũng không sao. Nếu công việc của bạn hiện tại đang quá đều đều, các bạn hãy bắt đầu tạo áp lực cho mình một cách thay đổi bản thân mình đi các bạn ạ. Hãy thay đổi bản thân mình đi, hãy tự đặt ra cho mình những cái mục tiêu cao hơn. Nếu ngày hôm nay các bạn đang hoàn thành 100% doanh số, kết quả đó cảm giác rất là nhàm chán, thì hãy thử thách mình với năng lực là đạt được gấp đôi con số đó, 200% doanh số hay là 300% doanh số. Và khi bạn đạt được mức con số ấn tượng như vậy thì hãy mạnh dạn đề xuất với sếp của bạn để thăng tiến hay là thử thách vị trí mới. Tôi tin rằng chẳng có một ông sếp nào mà thấy nhân viên của mình hoàn thành 300% năng suất công việc mà họ lại không cân nhắc để đưa các bạn lên một cái vị trí mới, một cái thử thách cao hơn. Còn nếu như mà có ông sếp như vậy thật thì tôi nghĩ rằng đó cũng là thời điểm cho thấy rằng bạn nên tìm một cái môi trường mới tốt hơn để nó đáp ứng được cái sự thử thách của bản thân mình. Trên đây là video ngắn về tâm sự chia sẻ với các bạn một chút xíu trong cái quan điểm là gì ạ? Hãy lựa chọn một môi trường áp lực, vì có áp lực thì nó sẽ thúc đẩy phát triển con người bạn. Có sức cạnh tranh thì nó mới là cái điều kiện nền tảng để giúp bạn có động lực thay đổi bản thân và giúp bạn trở nên giỏi và thành công hơn. Đừng hy vọng một cuộc sống an nhàn, bởi vì sự an nhàn nó sẽ giết chết chính bạn. Đừng hy vọng một cái môi trường an toàn, bởi chính cái sự an toàn ngày hôm nay nó chính là yếu tố kéo chân của bạn lại và giết bạn trong tương lai. Hy vọng rằng bạn sẽ có cái nhìn khách quan hơn về cái nghề nghiệp và cái tương lai của mình. Nếu như bạn thấy video này hay, hãy comment ở phía dưới. Chúng ta có thể thảo luận với nhau và tìm ra những cách tốt nhất để giúp các bạn phát triển. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.